第376天. đến cái quán đó nếm thử chút đi, em thích ăn cay. hãy nghe và nhắc lại.去那个店尝一尝吧,我喜欢吃辣. ở đây bạn cũng có thể dùng dùng尝尝,尝一下.去. 那. 内个店，长一长把，我喜欢吃辣。 去那个店尝一尝吧，我喜欢吃辣。去那个店尝一尝吧，我喜欢吃辣。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路。 cảm giác tay rất tốt. Sấu Mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào. Chân y bộ sân Tiếp tục đi thang máy. Chỉ suy thi. Đồ đẹp giá rẻ. U mấy trả liền? Đi trả tiền. Chuy phụ chiến. Người Đài Loan. Thái Oan rấn. Quán đồ nướng. Sao khảo tiền? Không có việc gì, không sao. Mấy sợ? Mười phút phân Yên tâm, sẽ không hối hận đâu. Càng nhiều càng tốt. Buôn bán tốt nhé, buôn bán tốt ạ trước giờ chưa từng ăn qua. Sống lái mới chưa của. Đừng gấp, đừng vội. Bía chí. Sẽ còn đến mà. Khái khuẩy lái đó. Phần của chị. Của đờ Còn phàn nàn. 还抱怨，安 s rồi，吃光了，来过那也，不晚，再过去也不迟。